cũ rồi còn đâu Không đất phải nữa. nó không có, thật sự nó không đủ lực cái đó. Tại vì lý do đó, có nhiều thầy người ta nó khác là ông này không có đủ lực, không có đủ lực là bỏ vùng này tới vùng khác để đắc địa không được, ông không đủ khả năng đó. Có nhiều thầy ta đủ khả năng đó, ông chỉ gói gọn trong cái vùng này thôi, thấy không? Chứ không không thể mở rộng với cái vùng Chính khác được, xác, chính xác. không đủ lực. Chứ Cái còn này đủ lực người ta cũng đã bay rồi, anh nhớ là đủ lực người ta đã bay ông xa rồi chứ dùng cái từ lực thì cũng chung chung đó, nhưng mà nó cũng chính xác. Đúng, lực không có, lực nó về mọi mặt tại vì luôn. cái tôi á mà nó làm thiếu cái đạo lực. Thường thường cái ngã đó thì nó thiếu cái đạo đức á, Cái lực đó, nó nhiều mặt cho lắm. nên á, vì vậy mà hồi xưa sư ông giảng đức nói á, cái người tu phải có đạo tâm nè, đạo hạnh nè, rồi tới đạo lực, rồi tới đạo quả. Thành ra tới tới được cái đường thứ ba này là cáo vấn đề nha. Mà nếu không có hai nấc thang đạo tâm đạo hạnh thì làm sao có đạo có cái đạo lực, đúng không? Ngồi mà chuyện ta mình sáng lắm, chuyện mình tới hù à. Bây giờ tôi ngồi tôi nhìn thấy chuyện ta nó sáng rõ, nó sáng như ban ngày vậy đó. Mà chuyện mình tới hù rồi, sáng như ban ngày. Mình chả có gì buồn, nói thiệt. Đâu có chuyện mình Con đâu buồn. về Có thấy thương á là thương cho về mấy Phật tử đó. Họ thấy 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 ổng khỏe là vui rồi, còn cái chuyện chả có gì buồn. Không có cần tôi, không có nghe nhìn nói tôi, ông không có gì giận hờn ghét bỏ gì tôi cũng vừa chả có gì buồn. vừa lúc đầu về cái bà 81 á, bà 81 mà có đứa cháu mới chết á, là nó chạy 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 về sạc 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 vô cái đường dân của thơ 1.000 liền mà. Thì thành ra cái Phật tử vậy đó, nhiều cái mình nó mắc cười. Cái gì cũng vậy, nhiều khi á, cái đồng tiền họ nghĩ là có đồng tiền là có tất cả cũng chưa hẳn đâu. Nhiều cái việc thành ra nó ngán ngao ngán. Tại sao nó thiệt chú ba, tôi mà đâu mắc dịch mắc gió mắc ông mệnh ông bà ông giải gì tôi, mà tôi phải ngồi tôi đôi môi mấy chuyện này chuyện kia ra tôi nói đâu, phải không? Ý là tôi môi tôi nói mà bây giờ nó còn xảy ra chè à, như cái đám rác vậy đó. Mà nếu tôi không môi ra tôi nói, ý là sát bên tôi đó, thấy chưa? Mà tôi chằn chằn vậy mà nó còn vậy đó, mà huống gì bởi vì cái đám Phật tử nó ngu si tối nói chửi cho một chập. Có con mẹ mà cắt tiền đó. Hồi đó qua đây cúc cung tận tỵ than nói sư phụ con quy y con mà thế này thế kia, theo nay theo thời gian cái rồi bây giờ tôi cũng đâu bích lòng bích dạ đâu, cúng tôi không đủ tôi sẽ răng nữa. Tôi nói thẳng, tôi nói sáng tôi giảng tôi thẳng, nói thẳng mạng á. Mà trong khi tôi thấy tội nghiệp ăn chay tôi còn lo lỡ chết bà tôi. Hỏi ông á, nhớ mấy năm mà hồi tôi còn ở nhà bà cụ á, trời đông nè, trời đông giá rét gì nè, tôi làm đồ chay rồi tôi hẹn đi làm về rồi tôi đứng tôi canh mà mưa dầm gió tả giá rét để đưa đồ ăn, tôi nghĩ tội nghiệp đi làm cả ngày. Giờ đi nói người ta à, giờ sao ông giảng à, nghe thầy giảng sợ quá, sợ tội, thầy chửi người ta tùm lum mà sợ tội. Tôi sùng bố sáng tôi nói đi giật chồng tao không tội à, đi phá gia càn phước tao không tội à. Bởi tôi nói cái Phật tử nhiều cái á, nó u mê rồi thành ra ê mu rồi thành ra nó khờ nó Đến một cái lúc dại. nào đó này, đến một lúc nào đó đó, nếu mà không khéo đó, nó trở thành giống như ông Pháp Hòa mấy ngày nay ông giảng, ông toàn nói về tí sửu dần mẹo không à. Trời ơi, nói tí sửu dần mẹo Nó không đang à. cái đó đó có thể đang dễ thu hút Phật tử. Trời đất ơi, vậy chánh đạo chánh nghĩa ở đâu, chánh đạo ở đâu mà cứ tối ngày tí sửu dần mẹo. Không Bây giờ cái tuổi đó tỵ làm sao, tuổi ngọ làm sao, ở cái đó gì ông cũng giảng lâu rồi nhưng đây mà nè, mới không đây. thì cũng giảng cũng không phải mới đây, nhưng Trời mà đất ơi, mấy cái thằng YouTube của ông đó nó làm lại đó, nó chạy theo cái phong trào, sao kỳ chi chạy vậy theo thì phong thôi ta trào. xóa nó đi, còn không thì người ta mới biểu người ta gạch bỏ nó đi. Trời đất ơi, thầy Xóa bây cái giờ gì thầy đi nó... nói đạo chứ ông đi nói tí sửu dần mẹo thôi chết mẹ rồi. Rồi bây giờ cái đó mà ta chịu. Trời ơi, chết rồi, vậy Ông thôi nhớ coi chừng người ta lôi ông đi xuống bùn mà ông không cái đó hay nó đó. chịu.
Người ta lôi ông đi rồi mà ông không hay, ông chạy theo. Ông thấy bây giờ tôi hỏi chú Ba, phải tôi kể chú Ba, chú gần tôi chú thấy á. Bây giờ tôi nói thiệt từ ông sĩ, tôi thấy ông sĩ là người ngoại đạo đi, tôi nói những người ngoại đạo là khác đạo mình á, chứ không phải là ngoại đạo là mình chơi người ta như là người khác đạo mình. Gần gũi tôi cho tới, còn tôi tới ông gần gũi tôi, ông thấy không? Tôi miệng tôi ào ào chứ ông nhìn thấy cái tôi gần tôi có cái chỗ nào mà tôi làm cho mấy ông gọi là quá, gọi là bất kính tôi không? Ví dụ lâu lâu rồi huynh đệ chú cháu thầy trò gì đó, đời thì tôi như con ông, tôi cũng ông cũng lớn hơn ba bố tôi, thì thôi mình nói theo kiểu đời, như chú cháu đạo là tôi ông thầy trò, thấy không? Trò là trò, là tại ông trò là người cư sĩ, đời thì như giống như đó, ông thấy không? Tôi có bao giờ tôi làm gì cho mấy ông bất kính không? Từ cái ăn uống, từ cái công việc này kia nọ đó, vậy đó mà nói là tối ông ấy, ông thấy ban ngày tôi làm như thế nào. Tối như tối sáng nay giảng là tối hôm qua đó, hao thức cả đêm rồi đó. Cả đêm giống như là để mà suy nghĩ, chứ đâu phải muốn nói gì nói đâu. Rồi phải gạn cái tâm mình nữa nghe, chứ không phải mà suy nghĩ là đem cái đó ra nó phải gạn cái tâm mình. Vậy đó mà nó còn vậy mà nó còn vọng lên, nó còn khởi lên ào ào mà hòa hướng. Nhưng mà bây giờ cái tâm lý bây giờ mấy phần cái người đạo đạo nó không có theo cái đó, mà nó theo cái hên xuôi mai rủi tính toán cầu nguyện rồi gian sinh nói được lắm. Thấy nộ ông Địa Tạng này, đặt ra Địa Tạng, tôi đang ở kinh Địa Tạng đâu, Địa Tạng cái vía ngày vía ông là 30 tháng 7. Mà bây giờ tới bây giờ này mà sắp sửa nó có pháp hội Địa Tạng đâu đây nữa nè, nay là tháng 10 rồi. Nay là ngày mai là rằm tháng 10 rồi. Mà vẫn còn Địa. Bởi vì cái kiếm ăn được. Đó. Thường Diệp ví dụ cái nạn Covid. Covid nó chưa hết thì cứ việc cái Địa Tạng để cầu cho Covid, cho những người chết vì Covid, thì gia đình nào bây giờ nó thẳng từ quốc nội tới quốc ngoại, người Việt mình, bà con dòng tộc mình thế nào cũng có người hay người dính dáng, mà nói tới vấn đề chết chóc là chúng sanh nó sợ thấy bộ nội đó rồi, tham gia ngay lập tức, tham gia ngay thì thôi kệ móc túi mẹ, bỏ đại triệu Việt Nam thì bỏ vài triệu, 10 triệu, 2 triệu được coi như họ tin tưởng, Mỹ bỏ 100-200 đô, thành ra cái dịp này không kiếm ăn sao được. Không chẳng như cái mang từ tháng 7 tới tháng 10 mà cái mang còn dài. Không thấy không? Rồi bây giờ ráng cái mang cho tới vét cái nồi vũ ống lục ổ gà vét cối sai cho tới cuối năm bắt đầu kháng viên cái hội dược sư. Hội dược sư để cho cầu cho Covid nó sớm tiêu từ dược sư kéo dài, cũng vét nồi vũ ống cạn tàu ráo máng, rồi kéo dài ra cho tới cái tháng 7 cái là hội Địa Tạng nữa, Vu Lan Địa Tạng, cái nên cứ hai cái đó mà cứ vậy hoài có ăn à. Hỏi ông bà đó kiểu tôi vậy, chúng nó không ghét sao được. Không ghét sao được, mà giờ tôi không bỏ cuộc, tôi nói tôi không bỏ cuộc. Hả, càng ghét tôi càng nói à. Có cái lý của mình chứ, cái chân lý của mình chứ. Thì nói bây giờ không tính tiếng sủ dần mẹo sao có ăn. Bây giờ vậy à, kìa bây giờ Tết này mấy bà tới thôi. Cô năm nay tuổi gì? Cái đó dạ thưa thầy, thưa thầy, con năm nay là tuổi Tý. Cha, tuổi Tý, thân Tý Thìn, nó là tam hạp, mà nó tam tai ở năm là mẹo dần mẹo thìn, dần mẹo thìn, thân tứ thìn tam hạp, tam tai năm dần mẹo thìn, thế thì những ai thân tứ thìn cái là tôi hốt được số rồi. Còn nếu mà không thân tứ thìn thì sao? Hỏi tuổi gì vậy thưa thầy? Năm nay con 64 ạ. Chà, 64 nam là hầu nữ cái đâu rồi nha. Cái hốt được số đó rồi. Ai thân tứ thìn là hốt số. Nam là hầu nữ cái đô hốt số. Rồi nếu mà hỏi gì cái về đặc tính. Chà, năm nay hạng ngũ mộ à. Ngũ mộ hạng 6 tốn tài rồi nha. Tôi thấy thiệu cái họ sợ tan nhà nát cửa thôi, họ bốc đạn 100-200 lên nhờ thầy cầu nguyện giùm. Còn không thì hỏi tính hồi không ngủ mộ quỳnh tiền, cho nên sao giới hạn cái nào cũng kiếm ăn được. Ông nói ông không có mê tín, nhưng mà ông biết. Ông nói vậy, ông nói này không phải mê tín nha, nhưng mà biết ạ. Ông đăng đàn ông nói kiểu là ông đây là hiện tượng đó thầy. Đây là hiện tượng đó, chứ không phải chơi chơi đâu. Hiện tượng đó. Ông nói cái kiểu này mà thời gian nữa là ông đi xuống rồi nào, ông không hay đó.
Thiệt. Không, xuống không được, chúng sanh nó còn mê thì chưa xuống được. Chúng sanh nó mê cái kiểu đó, cái chân lý của ổng nó đi đâu. Chúng sanh nó tỉnh, nó đi xuống chứ chúng nó mê xuống. Chân lý của mấy thầy mê, chúng sanh nó mê, mấy thầy lấy cái mê đã đưa vô cái mê thì hai cái mê nó gặp nhau, nó tỉnh. Rồi, cái lý, chân lý của ổng nó bay. Cái chân lý cái kệ mẹ tới đâu tới, còn mình sao phải xem đã trong kinh Vô Lan đó không nghe hả? Ừ. Tính sao có lợi thì làm. Trong kinh Vô Lan đó. Trời ơi, tính sao có lợi thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Kinh nói á, chứ mà tôi nói. Cho nên dễ lắm, mấy thầy giờ chỉ ngồi học thôi. Bây giờ học phong thủy, học La Hầu Văn Hớn Kế Đô là cúng sa cúng hạn, học tam tai, ba cái này ăn về dài em hết tại đất Mỹ nè. Giờ nhà nào không cần phong thủy, quán nào business nào không cần phong thủy. Đúng rồi. Chỗ nào nó cũng sợ phong thủy thấy mà nhất mà kinh tế thị trường á mà nó bất an cái thì cái phong thủy cần nhiều. Thành ra tôi nói hoài, tôi nói thiệt, nếu mà tôi mà làm mấy chuyện này là tôi thì không ra không hết rồi. Đâu đâu mà. Không cần gì nữa đâu mà ăn chi dữ, nó mập bệnh thôi. Ông vô ăn về ông hơn. Sướng không? Trời ơi. Cho nên tôi nói mấy đứa nhỏ mà nó có duyên với mình gần, tôi nói hoài, tụi con ráng sao đó, bạn lành nương lời kinh trong vài sám nói đó, bạn lành nương cậy mà thầy tà lánh xa nghe. Ông thầy nào mà mở miệng mà nói để cho phù, cho phép làm ăn đồ ha, để chú nguyện đồ làm ơn, chạy xa lánh đi nghe. Nhào vô là tiền mất tật mang đó. Tiền mất sợ lắm, đừng có ham mà chơi mấy cái kiểu đó, tà đó. Luyện liên xuyên linh cái, luyện sợ người, luyện bùa chú đồ đó là tà pháp đó. Không có cái gì mà nó bệnh đâu thầy. Thời gian à. Cho nên tôi sợ lắm. Tôi cái tánh tôi nóng nảy không biết không, hồi đó tôi luyện mặt tâm nó ghê lắm á, tại tôi luyện hồi nhỏ đó không phải là luyện, tại đó tôi sợ ma. Mà hồi đó giờ tôi có thấy con ma là con yêu quái gì đâu mà sao tôi sợ. Bởi hồi cái chùa mà hồi đó tôi trốn nhà tôi đi tu á, là cái chỗ đó ban hồi xưa á, ở Trà Vinh mình ở Trà Cú đó, ở Bắc Trang đó, thì ban ngày á không có, hồi đó là ban ngày là quốc gia, ban đêm là mấy ông nhà ta, cho nên á ngày đêm gì cũng có xác xác người hết trơn á. Ai vậy? Tôi thấy con này chạy lại cái nó sủa vậy. Không phải, nó đâu dám sủa con này. Không, con chạy lại nó sủa đó. Không phải, nó không dám sủa con này mà nó thấy nó tưởng nó con này con mắt nó không có thấy đường. Nó xê xê giờ mắt thấy đường chứ xê xê giờ nó sợ cái xà dữ lắm. Nó sợ là cái xà biết nó ở đâu đó. Cái xà vô là giật liền. Mà giật khung thôi à, nhưng mà con này nó già nó chịu không nổi. Con kia nó mạnh quá. Bây giờ mà chú vòng nó nổ tôi thua chú á chú ba. Trời nó bự quá rồi. Ừ. Đó cái trở lại á, ban ngày á thì của quốc gia, ban đêm thì của mấy ông cán. Cho nên á thì ban đêm á thì mấy ổng bắt được á gì gọi là việc diệt gian hả? Thời pháp á, thời pháp diệt gian mà. Diệt gian thì cũng đem nó giết. Chặt đầu ở tối mà ban ngày thì bắt được bên đây bắt được bên kia thì đem ra bắn đó, cho nên chết dữ lắm chết. Mà tôi nói thầy tôi thì ổng yếu bóng vía chú biết không, thầy tôi nói tối mà thầy ngủ thầy nằm võng thầy dòm cái đòn tay á nó sáng ngờ hết trơn vậy nè, sáng đủ mà ngủ sắc á, bị thầy tôi yếu bóng vía. Còn tôi thì thật, nhưng mà tới đời tôi thì chắc là đi đầu thai hết rồi. Bởi vì đời tôi thì nó xa quá trời rồi, nhưng mà ý thầy tôi nói, thầy tôi chỉ nói là cái giai đoạn sau này gần tôi thôi nha. Cái bữa đó nửa đêm thầy ngủ được, mà thầy tôi như tôi nhớ là thầy tôi ổng kỹ đó, mà đâu bao giờ mà nửa đêm. Ổng kỹ ngày xưa mà đánh lộn cái chuông ổng cũng không chịu nữa nha, đúng giờ mới đánh chuông chứ phải muốn đánh hồi nào đánh nha. Thí dụ như tụng kinh, đúng giờ mà đánh lộn một cái là ông cũng không chịu. Thầy tôi nói là hồi xưa chư tổ giải thích tên nói chuông mở muốn đánh giờ nào đánh, không đúng giờ chắc nó động chúng. Thầy ông giữ cái xưa vậy đó. Cái tự nhiên cho nửa đêm nghe thầy tôi muốn đánh chuông, làm tôi giật mình, tôi nói sao tự nhiên vậy. Cái thầy tôi sáng lại cái tôi mới thưa, tôi nói bà thầy,
không biết tối qua có cái điều gì mà nửa đêm con nghe tiếng chuông, con tưởng đâu là con ngủ trễ giờ, thầy kêu con dậy tụng công phu, ai dạy con dậy mới có 12 giờ mấy rồi thầy. Ông nhớ quê xưa ngủ sớm đâu có điện đài gì đâu. Cái thầy tưởng nói chú mày coi đó, hôm qua tao đi mưa quá, tao đi thầy từ về quê chứ phải là thầy nói chuyện tao tao, nhưng mà tại cụ nhà quê mà chú mày cứ tưởng chú mày với tao không à. Chứ mày coi tao đi làm cái lễ, gia đình nhỏ này nó mượn tao làm lễ cầu siêu, nó bị nó tự giận nó chết, tự giận chết thì gia đình nó bị nhờ tao lên. Ông nhớ ở Tập Sơn không? Tập Sơn á, là ở Tập Sơn đó, Tập Sơn mà từ Tập Sơn xuống Bắc Trang, ở Len, gọi là Len đó, Len nó Len gần Tập Sơn đó. Mà đường xá nó lúc đó đường nó dằn dữ lắm, mà thầy tôi thì ông đi xe 78 rồi đó, mà ông chạy rồi ông mới lên ông làm cái lễ, nó tự giận nó chết. Chết xong cái gia đình nó thì lại là người Miên Lai, cho nên họ tin là họ phải xin ông tà, ông xin keo coi nó có chịu không. Thì khi làm lễ xong rồi họ xin keo coi nhỏ này nó có chịu về chùa Việt hay không. Thì xin nó chịu theo tao nó về, ông thầy tôi nói vậy đó. Mà chú mày nghĩ tao về tới đây là 6 giờ rưỡi chiều, mà chú nhớ quê mà không có đèn mà trời mưa thì ông nghĩ coi. Cho nên thầy tôi ổng lo vô, ông treo cái đải rồi ổng lo ông đi tắm rửa mà nó lạnh thấu trời chứ đâu phải như bây giờ. Ông nghĩ từ hồi đó là năm, cho bây giờ là coi như là 30 năm rồi đó, gần 30 năm rồi đó. Vậy cái thầy tôi hồi đó cái đải người tu mang, thì ông để cái lưng hương, để cái hình đó trong cái đải luôn. Thì thầy tôi về ông treo đó, ông tính là thôi để ngày mai đi, rồi bây giờ giờ đó thì thầy tôi ông mệt thì tôi tụng kinh rồi, bị 6 rưỡi tôi tụng kinh mình tôi rồi thì thôi, thì trễ giờ thầy tôi ông treo đó thôi. Nửa đêm nằm rần rần á, nói thầy tôi ngợp quá, sao thầy bỏ vô cái đải thì không cho ra. Cái tết thì ông thầy tôi vậy, ông thấy nó kêu vậy, ông ấy mở, ông vậy ông lật đại thì cũng mệt, mà lúc đó thầy bệnh rồi, lúc đó là thầy cũng đã bệnh rồi. Cái thầy mới mở lấy cái hình nó để ra, đàng hoàng cũng bưng lương hương để ông rau để cho có vậy thôi. Tới chừng mà ông mới vừa thiêu nữa, thầy không được, thầy để mà thầy không nói, mấy người ta quýnh con phù mặt hết trơn, tự nhiên ở đâu mà lạ vô gặp mấy ma cũ ý nói vậy đó. Cái thầy tôi ông dậy nữa, ông dậy thì lần thứ hai mới là đi nói đó, ông thắp hương đâu đi nói đó, thắp hương ông trình tổ rồi mới đắp, ông mới đánh ba tiếng chuông đó. Thầy nói tôi mới lạ, tôi hỏi thầy nói thầy vậy tao đánh ba tiếng chuông là gì, nó đòi quá đi. Nó nói là để mà không nói, không trình ai để cho tao quýnh nó phù mặt vậy đó. Ông ra ông mới giái, ông nói thôi các vị ở đây trước thì thôi cho tôi gửi cô này nha, còn ở đây nghe kinh nghe kệ văn kinh thánh pháp nha, đừng có giờ mình đã bỏ thân hết trơn rồi thì ai cũng còn giống như là còn có cái gì ở đâu mà còn tranh giành chỗ ở vậy đó. Thầy tôi ông nói vậy là im tới sáng luôn, sáng tôi hỏi đó. Thì nói việc để nói vậy không phải là tôi tuyên truyền dụng ai vậy, mà tôi nói tại vì cô này cô chết quang, chứ nếu mà người già thì nó có chết rồi nó tức cái gì nó uống thuốc rầy nó chết. Hồi thời giai đoạn những năm đó ông nhớ là cứ lâu lâu nghe người uống thuốc rầy chết lâu lâu, mấy chục năm trước. Mà bây giờ thì cái gì vậy? À con mèo, con vợ, ủa con chó. Không có đi kiếm con mèo, nó có con mèo nữa, chó mèo gì nó tập trung lại tôi chơi rồi tôi cho ăn đó. Khổ vậy đó. Với Bắc Trang, với Len chết nhiều. Còn người bà con ở dưới, bà con bên bà già. Ở Len và nhắc cái nhớ đúng ra từ ở Tập Sơn mà đi xuống tới Bắc Trang nhiều cái món ăn ngon lắm. Cái gia đình này nó sát nó có cái đường tới đó có ngã ba quẹo trái đi xuống ở Gia Trà Vinh xuống tới ngã ba quẹo trái xuống bến đò bên sông của đường ra biển, ghe cá nó đậu dài sát bên đó đó. Cái nhà này nó có 2-3 cái tàu nó đánh cá dưới. Nó giàu lắm mà,
nó giàu lắm, mà làm cái nghề cá đó đó. Mà bây giờ dưới bây giờ ở dưới nó phát triển dữ lắm cũng mừng. Dạ. Chứ hồi đó dạ, nghèo quá không mà. Cái thời của tôi mà trốn gia đình qua đó chỗ đó nghèo, nghèo rớ rớt lắm. Nghèo thảm thê lắm nha. Nó nuôi cá đó, nuôi cá lóc đó, xuất khẩu qua Mỹ đi, qua các nước này nè. Nhưng mà tại vì cái trà cú á sau này sở dĩ nó phát triển được là nhà cái bệnh viện Triều Châu. Triều An. Của ông Trầm B đó. Dạ đó thì nó đem ông đó cũng là phước. Nếu mà ông mà có của kỳ cải thì ông là phước không thua gì ông Phạm Nhật Vượng rồi đó nha. Nó cũng có của nó cũng làm phước. Nhưng mà không có nhiều. Nhưng mà không nhiều rồi chứ... cái đi theo cái phe kia cái chết đó, chứ không thì nó cũng được. Chứ ông mà làm mà tính ra cái huyện Trà Cú là nhờ ông dữ dằn lắm. Huyện Vũ Tám mà. Tất cả Đôn Xuân nè. Cái sai của ông Trầm Bê đó, cái sai của ông Trầm Bê đó, rồi đó làm xây dựng chung nhau mà. Nó đầu tư 100 mẫu đầu tiên ở Phú Lâm đó để sang lắp đó. Thầy biết nó khổ tới cái mức như vậy nè, nó sợ người ta ăn gian đó. Xe đất mà xuống mỗi một xe vậy là bao nhiêu, tại vì nó nghe nói là xe đất nó tới hai cái đáy, tức là hai xe ben đó, tới hai cái đáy. Lại nó đo từng xe một vậy đó, thọc cây xuống giữa xe một cái, rồi bốn góc bốn cái để tính bình quân coi là chiều sâu nó là bao nhiêu, rồi ngang rộng thì biết rồi. Nó vậy đó. Vậy mà sau này có tiền có của cái lên, nó để cái hình vợ con nó ở trên cái chùa Miên á, to trước to đùng như này trước cửa chùa đó, tao nói thôi rồi, mày tới số rồi. Mà thiệt, không đầy một năm sau thôi đó là vô tù luôn cho tới bây giờ đó. Mất sạch luôn. Mất sạch luôn hả? Tôi không biết chuyện đó. Mất mà tôi chỉ biết cái công của ổng là ổng là đó là đường xá rồi ghê lắm, Trà Cú nhà ổng chúng ta chết. Thì Trầm Bế đó. Rồi Trầm ai đó. Ai là người Trà Cú Trà Vinh là lên bệnh viện Triều An là khỏi tốn tiền nha. Trà Cú Trà Vinh, dân Trà Vinh. Dân Trà Vinh mà nhưng mà Trà Cú đặc biệt hơn. Là bệnh nghèo là lên khỏi tốn tiền á. Mà cái thằng đó nó một chữ cái không biết nữa, ông có biết không? Biết, tôi biết là gian dối. Một chữ cái, không biết chữ nữa. Nhưng mà lại có phước vậy đó, cái đó là cái phước. Sau này nó đi ngân hàng riết, nó lăn tay riết á, người ta mới chỉ cho nó ký cái tên đó. Nó đó không biết lăn, không biết chữ ký luôn á, mà phước vậy. Không, mà nó đợi được cái chiều cái, tại vì đã nói vậy đó liên, đó, đi làm xây dựng, nó liên làm quan chung. Tới đạo Phật, có thấy không? Đó làm xây dựng, làm chung. Có nhiều người học chưa bằng học, há quá trời học mà không có nên, gọi là không có thành tựu được cái sở vật chất. Cái hay của thằng cha này ở chỗ là nó kinh doanh bất động sản, nó hay ở chỗ là nó dùng củi đậu để nó nấu đậu, mà nó thành đậu thiệt. Đó. Lần đó tôi nghe nói hoài, tôi thấy học cái ta chửi nó, mày học cho dữ đi, mày học cho dữ rồi nữa mày cũng làm hộ cho vợ à, mày không thấy Trầm Bê đó cái chữ nào ra mà làm giám đốc. Đó con xây cái khách sạn 14 tầng ở đường Nguyễn Văn Thoại, tức là đường Lý Thường Kiệt á, mới đi mua cái đó 1 triệu 400 ngàn đô la, hồi đó 1 triệu 400 ngàn, ba mươi mấy năm trước lớn lắm á. Nó mua tặng sinh nhật cho con gái nó. Nhưng mà giờ ông ra tù chứ. Có một câu một thôi, trả giá có một câu một là con dân chủ khách sạn cũng là phải bán cho nó liền. Mày không mua, mày không bán tao thôi là tao đi. Mà không có bán cho ai cũng khó bán lắm. Nó đi coi vòng vòng ngó ngoài, ở trong thì anh em nó coi gì coi, nó mặc cái quần xà lõn vậy nè. Mặc cái áo thun ngắn tay vậy, mặc quần xà lõn đi chiếc xe BC đó, đậu bên kia đường đó kìa. Nó lại mua xe, mua nhà 1 triệu mấy đô mà đậu bên kia đường á. Mà nghĩ giờ rồi, mình có nhắc lại nữa, cuối cùng nó thành dĩ dãn hết đâu. Dĩ dãn. Nhắc sơ sơ rồi mấy chục năm rồi đó chú ba. Tới bây giờ thằng Trà Vinh chưa ra đó. Dạ? Trắng cũng còn nữa. Nó nhắc về sơ sơ mấy chục năm trường rồi chú thấy không? Nhớ hồi đó Trà Cú nghèo, hết sức nghèo. Rồi tới dù mà vậy chứ Trà Cú chứ sanh ra nhân tài nha, như cụ Diễn Châu đó, cụ bảy bá Diễn Châu đó, cũng là người Trà Đông Xuân Trà Cú đó. Yeah. Ủa ông biết hả? Không biết. Ông Diễn Châu là người Trà Vinh, Trà Đông Xuân, và Trà Đông Xuân luôn. Yeah. Rồi ông đặt cái bài về Đông Xuân nghe nó mùi mẫn ghê lắm kìa. Nó Trà Cú mình cũng hãnh diện, tuy rằng tôi tới cái vùng đó tôi xuất gia đó. Ông nghĩ hồi đó trốn nhà qua tới đó đó. Đó hồi đó vô trong đó rồi á, nó thâm thẳm mù trâu. Chú biết hồi năm chín mấy vậy đó, mà tôi có nghĩ rằng á,
là năm 90 mấy đó mà nó còn cái tình trạng là đường xá đó, xe từ một xe đò mà hồi đó từ Tập Sơn, từ Bắc Trang rồi, hoặc là không thì phải lên Tập Sơn đi, mà từ Tập Sơn mà đi lên Trà Vinh đi về đó, là hết ngày, là 3-4 giờ chiều mới tới Tập Sơn, còn về tới Bắc Trang đó, là 5-6 giờ chiều, mà mới từ Tập Sơn về Bắc Trang thôi mà 2-3 tiếng đồng hồ. Bây giờ cái ép cái 15 phút à. Bây giờ 15 phút ép tới gây giờ đường xá rồi. Hồi xưa xe đâu đi, xe đi cũng không được nữa, bởi vì cái đường nó trong gọi là đất của người không, nó trong len, từ Tập Sơn rồi xuống len, phải không? Xuống len rồi mới xuống cái Bắc Trang gì. Không, ấp gọi là cái gì nữa rồi mới tới ấp chợ Bắc Trang. Bây giờ thôi nó chạy ra re rác rác rồi đó, đường xá đâu đi đường lớn được, phải đi luồn ở trong cái vòi tre, trời sợ gần chết. Đi xe mà gặp cái xe ôm á thôi, còn tối đâu dám đi, cứ đồn với giết á, tối không dám đi. Xế chiều là người ta nghỉ đi rồi. Từ chợ Bắc Trang nó đi chạy chút xíu nó ra tới tới sông Hậu Dồn bên kia là Đại Sóc Trăng đó. Rồi chiều nào cũng nghe tiếng nhạc Khmer đánh nghe đã luôn, nhạc dân tộc á. Giờ tôi thèm nghe tiếng nhạc đó lắm. Cái gõ chiều, cái gọi là cái gõ bằng con cán miếng đá không ha. Nói vậy mình mới nhớ quê hương nghe cái hay. Mà tôi thấy nhất là từ cái chợ Tập Sơn, chợ Trà Cú, chợ Đông Xuân, chợ Cầu Ngang. Trời ơi, chợ nào cũng bán các loại bánh đá vô cùng. Bánh tét Trà Cuông nè, bánh dừa nè, rồi bánh ống nè, bánh rồi các loại bánh, tự nhiên nói lâu giờ đó. giờ xuống đó tới ngã ba ngoài này, chưa tới Tập Sơn mà ngã ba ngoài này vẫn có cái quán bán bún nước lèo nổi tiếng luôn á. Ừ. Từ Trà Vinh đi vô đó, vô tới ngã ba bên trái có cái ngã ba, ngay ngã ba đó có cái tiệm bún nước lèo nổi tiếng á, rồi dựng đó ăn uống cái đã rồi mới đi tiếp. Chứ từ Trà Vinh vô đó ta cả tiếng không? Nhớ bao nhiêu là kỷ niệm. Mà giờ muốn tìm thì đâu có đâu. Bây giờ thầy về đó coi nó khác xa rồi. Khác xa. Không ý là thà quê vậy đó mà nó đẹp. Trời ơi, tới cái mùa mà mưa tầm gió tả rồi, cái nhiều khi không có đi chạy đi búa, chạy ra trước cánh đồng đó hái bông súng, rồi hái kẹo nèo, rồi hái rau đắng đồ vô rồi luộc, trời mà tại mưa thì ăn mới ngon. Rồi luộc rồi. Bà mợ hai con ở dưới đó đó, bà 106 tuổi mới chết. Rồi hái cái lá bình bác á, cái lá bình bác mà lá dây bình bác dây nấu canh không, nhớ cái đó ngon hơn rau bùn ngót nữa nghe. Lá bình bác dây đó nhớ. Bà tối ngày đi chùa Tịnh Độ đó. Băng còn khỏe hồi đó, ở ngoài gần chùa Tịnh Độ đó. Ở đường số 1 đó, rồi cái đi chùa đó, làm công quả, đi cắt cây, hái củ, hái trái, hái rau rồi gì đó. Rồi già cái rồi rút vô trong Bắc Sơn đó. Rồi xong Bắc Trang rồi đó, Tập Sơn đó, Tập Sơn đó. Rồi đó rút vô đó là chết trong đó luôn, đó 106 tuổi. Nghe cụ soạn giả giống cha, cụ soạn giả Diễn Châu mà ông bỏ cái xứ Đông Xuân, ông lên Sài Gòn để ông làm lập nên, gọi là không nói sự nghiệp đời, mà sự nghiệp đeo đuổi cái nghề đàn tranh á. Đàn tranh, cái ca hát với soạn tính ra là soạn giả Diễn Châu là soạn hơn 4.000 bài ca vọng cổ á. Hơn 4.000 bài ca vọng cổ. Mà ông viết cái bài mà Anh Không Chết Đâu Em á, hay viết gần cuối cùng cuối đời của ngài Diễn Châu là cái ông rồi. Của thầy đi qua chưa, ông thầy bên Việt Nam qua về qua đây chưa, hay còn quá nữa chưa Cali còn Cali, tại vì chú chờ bốc cái kiện hàng để chở bỏ cái ở miền Đông Bắc này luôn, tại ông chở ông đang ông cố vấn đó, ông cố vấn tới tao mà tôi có đặt cố vấn áo đó về ông cự đó, con CC á thì nó phái ông đang, còn con ơi xà nó phái ông ngồi chứ, thì ơi xà thì ai nó cũng vui nhưng mà nó thương ông hơn ông đang, còn CC á là nó ông đang tới là nó mét nè, nó máng vốn nè, nghe nó nghe xe ông đang là nó biết liền à. Mày mét đi con, mét đi con, nó mày đặt nó mét đi con,
con mét đi, ông đang tới kẹt xe mét đi. Dạ. Yeah. Cho nó miếng đi. Quậy, nó quậy dữ lắm, ê xà này. Ê xà. Rồi. Nó vô được rồi, xe xe ơi. Chết rồi xe xe. Chết rồi xe xe. Nó vô rồi xe xe. Đó. Ông bẻ đại cho nó miếng vô đi. Ông bẻ đại miếng nó đi ra à. Ông đứng trong này, ông thải ra ngoài rồi ông đi chiếc xe chạy, ông kịp ở đâu. Rồi chạy vô. Rồi. Gài vô chứ thôi, đợi nó mạnh lắm, gài. Nó mạnh dữ lắm ông ơi. Rồi xe xe xuống đi, rồi xuống mét đang đi, xuống mét thì mét đi. Nó bắt đầu nó hứ nó mét kìa. Rồi, con xe xe. Mét cái gì nó quậy tới mức độ mà anh hỏi ông đó trời lạnh á, nó kêu phải đi đắp mền cho nó. Ông ra tôi bắt nợ nó không, để tôi xuống trùm mền cho nó đi. Ông nói ông cố vấn tới tôi nói ông bà mới cố vấn chứ ông nào sao cố vấn. Dạ đó, thầy nói cái này chi lý. Mà đại cố vấn nữa, mày cố vấn không đó 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 đó, thầy chờ tôi là cố của ông đại nè, còn dữ hơn cố nữa. Đó, hai bình là cái này có xả. Hãy đang cố gắng. Anh ở đây mấy giờ? Tôi ở đây thì chút về thôi chứ. Mấy giờ anh phải đi, anh nói tôi đi. Lại làm gì? Tôi nhờ anh tí được không? 11, 12 giờ gì đó, 11 giờ rưỡi, 12 giờ. Ừ. Sao, đi đâu, làm gì? Không có. Tôi chịu đi ăn, không chịu à. Không, tôi chỉ cần anh cho tôi 15 phút nửa tiếng được, thôi. Được, làm được gì, không? Làm gì, làm thôi. Phụ tôi tí. À được, trời đất. Tại vì nó nặng quá, tôi à, một mình tôi làm không nổi. Nhưng mà để sao để cao quá vậy? Thì vậy thằng khùng á, giờ con mới điên, giờ con mới hạ xuống này. Con mới lấy ra con để xuống chứ ngồi nó không chịu trở đi. Ba người cùng làm, bịt mũi thôi, vô làm. Thôi sao không phải, cái này không có vậy, nhưng mà thầy đau tay nên con muốn nhờ thôi chứ không phải. Chứ con với ông mới đủ rồi, thầy đau tay được. Sao mà nó đau bất tử kỳ á, vậy đó mà. Thầy bảo thầy đau tay thì phụ được. Nó đau đâu phải gãy gãy gì đâu. Tại vì mấy bữa nay nó thiếu giấy $100 giá. Không, nó đau mà không phải nó gãy, nó trạc giống như là nó rạn cái gân vậy đó. Tục mùa này quá đi. Mai mốt ông đừng có xài $100 nữa. Ông xài cái tiền của châu Âu á, nó còn mắc hơn euro. Euro đâu có qua tới đây đâu. Có chứ. Thầy hỏi coi ông đang có liền. Nó còn xe xe đâu ăn bánh mì đâu thấy không? Nó chỉ ăn mì và con xe xe đặc biệt chỉ mì với cơm kho với tương. Cơm cho nó ăn tương hộp rồi nó chịu à. Còn ngoài ra nó ăn gì nữa. Cố vấn. Giới từ cố vấn. Anh gặp ông ấy chưa? Gặp rồi. Thầy thâu. Không sao, cứ nói bình thường, tôi nói mình không có khe. Nói mà đừng nói tên ai thôi. Anh gặp chưa? Yeah. Không, bữa nay dữ lắm rồi. Không, cứ nói đừng nói tên ai thôi. À, không sợ mà nói cũng không sợ, mà nói sự thật cũng không có sợ gì hết trơn á. Bà kia ba nói nếu mà cần thiết thì không tới nữa thôi chứ gì đâu dữ. Sáng nay bà mới gọi nè, bà Tài mới gọi ông ba nè. Tôi nói bà Tài bà không có được đâu. Bà Tài bây giờ còn nhiều cái chuyện phải... À bây giờ cái này á, tôi nói mấy ông ngoài đời làm có được cái này á, đúng pháp ra phải họp tăng thôi. Họp tăng á, chuyện tăng là để tăng giải quyết, chứ mấy người Phật tử làm sao giải quyết được. Không hiểu, Phật tử giải quyết thành ra muốn leo lên đầu trụ trì cũng đâu có được. Mình là Phật, dầu gì mình cũng là Phật tử. Cái chuyện này là chuyện của tăng, thì để tăng giải quyết. Nhưng mà bây giờ nó ngặt là giờ ở bên đây thì giáo hội giáo hè nó không có cái lệ, nó không có cái giáo hội giáo hè nào. Thì giải quyết làm sao? Chứ đúng ra chuyện, nếu đúng pháp ra bây giờ chuyện này lộn xộn á, thì bây giờ ông trụ trì đó phải đi mời 4-5 ông thầy mà gọi là vô sự tăng đó, là không có dính líu, không có phe đảng nào, người ta đã sống trung lập, người ta mới phân tích, người ta giải quyết để mà cho chư tăng hòa hợp. Nếu mà nó không có phạm cái gì cái luật, nhưng mà tại vì bây giờ thí dụ như ông trụ trì ông tự ái gì cũng đúng. Tại vì dán chủ nhà gà dọc đuôi tôm,
ông thấy không, trong khi ông về ông càng nổi sùng ông thấy không, mà từ cái tầng ông về đó thì Phật tử nó bỏ hết trơn làm vậy, hỏi ông tôi cũng chào hoa hồng chứ đừng nói chi mấy người ta. Ừ, cho nên cái này là chọc tức người ta. Tôi đứng trung lập, tôi không có theo bên nào hết, tôi nói thẳng thần vậy thôi. Cái đó là cộng nghiệp quan trái nhau, bây giờ quan trái này chỉ có vô sự tăng, là những vị tăng thanh tịnh, người ta không có phe nào, để người ta mới phân tích. À, rồi hai ông nhỏ thấy mình làm gì là đúng hay sai, rồi nếu đúng thì thôi, còn sai thì xin sám hối. Sám hối có đại tăng người ta làm chứng đó, rồi bắt đầu mới một bên người ta mới khuyên ông trụ trì. Con đi công bố nói tôi ở bên kia đêm nào cũng đổ thùng thùng tiền ra đem, chứ không phải đây đâu cần tiền đâu, vừa qua đây không cần tiền. Ví dụ như hôm qua bà ấy bà nói á, hôm bữa bà mà cái đứa cháu chết á, vậy đó, trong khi cúng ông thầy này thuyết một bài pháp vô cùng hay, nhưng mà đây là cái đòn chính trị, biết không, trách nhiệm của chúng tôi là người tu trong chùa đi cúng đạo, nghe Phật tử hộ sự là phải tới cúng chứ không có nói gì tiền bạc. Quá ngon rồi, quá ngon. Trong khi mình muốn nói là mình thấy mình là ai, đứng ở vị trí nào. Thí dụ giờ tôi nói đó được, thấy không? Tại vì tôi là chủ cái nhà của tôi, giàu cái nhỏ lớn gì cũng cái am cái cấp của tôi. Còn mà bây giờ tôi hỏi ông, trong khi mình ở chúng muốn gì thì thay vì nó à, thưa cô, bây giờ cái chuyện này phải nhà chờ thầy trụ trì về. Còn chúng tôi ở đây dưới cái quyền của thầy trụ trì. Xơi luôn. Không lấy cho nên ông trụ trì về, bà này bà 81 này bà bắt đầu bà emu, bà lên bà đem $1,000 bà tới bà đưa để bà làm công cho ra, bắt đầu là tôi tùm lum hết trơn, cho nên tất cả cái rối này nó rối tới cái kia đó, rồi thành ra từ rồi 50,000 rồi 1,000 rồi chuyện này kia. Tóm lại là nhắc lời thầy, tóm lại là tôi thấy rằng cái ông này đây nè thầy, tội đồ lớn chuyện, tội đồ dân tộc hả, cười đúng chỗ đúng người, cho nên bây giờ nó sanh ra sự chuyện như vậy. Tớ tưởng ra được cũng vì cái thạc mà ra, cũng vì cái cư sĩ nữ mà ra đó. Bây giờ ông này đó, nó cái tội dữ lắm, cho nên bây giờ nó bể ra toàn là cái thứ bị cái vụ này không mà nó ra chuyện như vậy đó. Không, nhưng mà bây giờ tôi mà, không bên nghe tôi hả, ông nói cho tôi không đó, tôi nạn nhân mà anh nói gì kỳ vậy, tôi thì ông khui cái vụ này ra, nạn nhân mà ông khui ra cho nên mới ra cấm cả nạn nhân nữa hả. Bây giờ nè, 50,000 cũng nó, Phật tử người ta giận người ta bỏ đi cũng nó, cái gì cũng nó, thì cái gây tại ông khui ra cho nên người ta thấy hết trơn. Ông nói thừa ông đang ông đừng khui anh cái gì gọi là lòng thương hại một kẻ tội đồ hả. Con gái tôi nó đi bác sĩ, nó lại ông đau quá, nó nói công của ba má con là công cốc. Công gì? Công cốc. Công cốc là sao? Công cốc nghĩa là vui. À, vô ích là công cốc. Trời ơi, có những cái từ mới vậy đó. Người Bắc cái này. Bà đâu nói nha. Bà đâu nói với nó, về nó nói với tôi. Tôi nói ông nội, bà bác sĩ đâu mà cũng biết. Công cốc. Trời ơi, tôi nó quậy rồi, thấy chưa? Đi về! Tôi quậy ra, thấy chưa? Tôi không tin. Rồi, một hồi tao tắm mày, mày lạnh mày coi tao. Sao dữ vậy, đủ thứ ngoài đó đó, tôi nói đó. Sao mà đâu mà xã hội bây giờ đi ra cái là cái nó là người nhà của ổng nói, người nhà của ông thầy, mà tôi biết người nhà là ai. Tới văn phòng bác sĩ đâu cái bà đó, bà cũng gần đó. Bà nói với Phát Thanh Tiếng Nói Việt Nam Tự Do và Ngôn Luận cha nội đó, không, đó là bởi vì chỗ nào mà có người diễn tập trung đâu là anh này giỡn Phát Thanh đó, Tiếng Nói Tự Do đó, nói đó có giỡn ngay. Con ngồi ở nhà mà nghe nó về nó nói bạn theo ông này mới nói từ tối nay về nhà nó nghe biết hết trơn, mà con thiệt thì không biết gì cả, mà nó biết hết trơn, nói này nghe vậy đó. Nó đừng có nói giỡn, có nhiều chuyện nó thầy nói cho tôi ở đây, tôi chưa biết gì cả, chưa bị nói gì cả, về nhà biết hết trơn.
Mà ông nói thừa mình, tôi hỏi ông có bao giờ mà tôi điện bà lo phở Đà Lạt mà tôi nói với chuyện chùa, chuyện với thầy không? Bà đâu có rảnh, bà chỉ cúng dường, bà chỉ kia, chứ bà đâu bao giờ mà bà đi tụng kinh, tụng kệ đâu mà tôi đi nói chuyện chùa cho bà nghe. Ông nói thầy nói với lo cho tôi, trời ơi, tôi có bao giờ tôi điện mà bà lo thì bà điện ra bà thì chỉ có gì cô lo á lô cái rồi không à. Không phải là lúc nào cũng điện mà ông là điện thưa cô bây giờ tôi hỏi cô có cần xả không, là mình đồ rau mình trồng không cần thì tôi để ra đây, rồi hỏi cô bữa nay có ớt có cần không, đó là rồi rồi cổ điện lại thưa thầy bữa nay con tập nấu món này là thầy ăn thử thầy cho ý kiến vậy thôi, chứ không bao giờ nhắc tới cái chuyện chùa chuyện gì. Mà họ cổ nói tôi á, thầy không nói con nghe, tôi nói tôi đâu biết gì đâu nói, nhưng mà con nói chơi thầy thôi, chứ còn con đây là cái trung tâm mà cái chuyện gì không? Chuyện gì Bạch nói là chuyện gì 5 phút sau mà tới tôi ở nhà không có ông Hậu, tôi ở nhà không mà tôi không phải là bệnh nhân của bác sĩ Tấu, tôi bác sĩ Mỹ cái vậy, cái thì chuyện... mà nó đi bác sĩ về nó kể tôi nghe, nó ba mẹ không biết gì vậy, cái tao chuyện... ở nhà cũng... tôi nói à tôi nói mắc cười đó, nhiều khi người này hỏi chứ ủa người đó thanh cái thầy không nói thầy nghe, tôi nói không mà thiệt tôi đâu nghe gì đâu, không nghe thiệt mà có nghe rồi cũng không nhớ chứ cho nó mệt, còn nói về cái chuyện gì nó liên quan đến đạo thì tôi nói, chứ còn cái chuyện mà nó không liên quan đến đạo tôi cũng nói luôn. Tôi nói tôi bệnh gần chết rồi, sáng ra điện là kêu tôi phải đứng về phía bên này, đứng về phía bên kia để ủng hộ. Bây giờ thứ nhất tôi nói tôi không bên thầy trụ trì, nhưng mà tôi nói nè, bây giờ mình nói chân thành chứ tôi trụ trì cũng không có hợp nhau, không có thân nhau, nói thẳng là giống như kẻ thù đi. Mình nói ngoài đời nó theo kiểu thế gian, mặt trời mặt trăng sao mà bên nhau được. Nhưng mà nói về lẽ phải thì đúng, cái đúng thôi chứ. Nói về lẽ phải, dầu ông này như thế nào nhưng mà đương vị đường chính chính người ta vẫn là trụ trì. Còn nói chuyện người ta trai gái có bắt gặp người ta chưa, cái luật thế gian người ta đang ví dụ đó, xin lỗi ta đang ấy nhau mà ta kéo quần lên rồi mình cũng nói ta được. Đừng nói mình tưởng tượng, mình nghi ngờ người ta vô phòng, ta nhiều khi ta nói riêng chuyện gì đó mình không mở cửa phòng vô đứng ngoài này mình nghi ngờ ở trong ta tuột quần ta ấy nhau sao được, không có luật nào mà nói đó được hết á. Cái đó nó làm mất cái uy nghi chứ nó không có nói mất giới. Chừng nào mà người ta công khai người ta làm, nó lòi ra, thí dụ như lòi ra thằng con đi thử ADN, rõ ràng là con của ông đó thì mới nói là mất giới. Hay là cái gì, còn đằng này á, mình căn cứ vào luật thế gian à. Ở Mỹ này á, thầy nào người ta cũng có phòng ốc đàng hoàng hết á. Người ta vô phòng, người ta ấy nhà, người ta kéo quần lên rồi, ông không quyền ông nói nữa. Ông nói bây giờ còn ông ở tù á, thấy không? Thầy trời nói thẳng à, cho nên tôi không nói cái chuyện đó được. Không nói ta được. Cho nên nhưng mà dầu gì đường ta vẫn là đương vị trụ trì. Ta đương vị trụ trì, mà trụ trì thì nó phép nó có quốc, nó có quốc pháp, gia nó có gia quy, luật đạo nó có đạo luật. Cho nên bây giờ cái bực mình, cái khó chịu của ông trụ trì này là đúng chứ không phải là sai. Theo lẽ đang lúc dầu sôi lửa bỏng vậy đó, thì bây giờ trong ổng đi đâu đi thì mình năn nỉ tha thiết thầy về. Gặp nếu là tôi á thì thôi ở nhà tôi đóng cửa đấy à, thôi giờ không có thầy trụ trì ở nhà, chúng tôi cũng biết là hàng tuần làm lễ thôi chứ không có dám mà tổ chức cái gì hết trơn á. Thằng đằng này làm rần rần rộ rộ, làm nổi lên nổi đình nổi đám, làm để thu hút cái ông không biết. Tôi nói ổng nghe nè, trời ơi, quy mô hơn hồi ông Hoàng, ông thầy Hoàng ở đây nhiều. Quy mô hơn nhiều. Hồi tối mà Phật tử họ nói, tôi họ nói. Từ 8 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Họ nói thẳng mà, nói thầy nghĩ coi, hồi con tới với ông kia đó, không dạy con cái gì hết trơn trời á. Còn mấy thầy này dạy con từng cái ăn, từng cái nói, từng cái kia này kia nọ, tôi bắt cười. Tại vì ông đánh cái đồ tâm lý, ông hiểu không? Đánh cái đồ tâm lý. Còn ông kia thì hỏi tôi, hỏi anh mình nói vậy, ông kia thời gian đâu không dạy. Mình xét đi xét lại, nếu bây giờ tôi không ưa ông kia thật mà phải tôi phải bên là tại sao, là nói đúng. Ông làm chùa chết mẹ ông không có thời gian ông nghỉ ngơi, ông thấy không, thời gian đâu không dạy.
nói chứ cái chùa Giác Hoa này công ông Tam Hòa ông cực dữ lắm chứ ông tưởng ông làm nó xin lỗi ông bệnh luôn chứ đừng tưởng cái gì có công mình phải nói cái công người ta công cốc này này ông anh vừa nhận dạ, thôi thì tôi còn cái đối xử giữa thầy có sai trái với ai hay là có sai trái với mình đi nữa là cái chuyện của mình với ổng, chuyện có, ai đối với ổng. Còn đối với cái đạo, cái để công của người ta là vẫn là công ta. Nếu như thầy Tâm Hoàng mà không đứng đến làm chùa Giác Hoa, chưa chắc gì thầy nào làm nổi. Mình nói thẳng, đó là cái công người ta, cái phước báo người ta. Mà cái tiền còn cái công đó. Đó. Đừng thật sự ra tôi thấy chính hồi tôi về là gần rồi đó. Mà ông có biết không? Tội nghiệp ổng nói đi cái nào tốt thì tôi vẫn nói giàu là tôi ổng không ưa tôi nói thẳng nhưng mà tội nghiệp làm nặng mà ổng còn không kêu tôi ổng biết là tôi giống như ổng tưởng đâu tôi mập mạp gì không làm nổi hay là leo đồ thầy đâu có cho cái nào người ta tốt tôi vẫn nói người ta tốt nói à thôi cái chuyện đó để cho bần tăng làm thầy cứ thầy lo cơm nước lo tụng kinh đi lo chùa thì là tôi mừng rồi đó cái nào tốt mình nói tốt. À, nhưng mà không chỉ có cái nó thất bại là thất bại là thứ nhất là vì cái chữ T mà T gì thì mình không biết bị thầy hay giảng chữ T đó nó nhiều cái chữ T đó T tái T tình T tiền T gì không biết còn thứ hai là vì cái bản ngã thất bại nhiêu đó thôi còn cái cớ là nói về ông trụ trì còn chuyện ông mấy ông chúng là tôi không ý kiến nhưng mà tôi chỉ biết một điều rằng là đã biết dầu sôi lửa bỏng mà mình vắng chủ nhà thế ra đã tới cái câu này là ông bà mình nói đi đó lại truyền miệng thiên thu phải không vắng chủ nhà gà dọc đuôi tôm chứ phải mọc nha đúng cái văn của nó là gà dọc đuôi tôm chứ phải mọc đuôi tôm gà vọc niêu cơm hả vọc niêu cơm nè tiêu được niêu cơm phải là mọc. Gà, con gà đó vâng. Mà chạy nhập nó nhào cho niêu cơm ở nhà Việt Nam hồi xưa có niêu cơm đó thầy nó gọi niêu cái nồi cơm á nó vô nó vọc lấy ra nó ăn nên gọi gà vọc niêu cơm cho nên cái chuyện này mọc nuôi tôm mà mọc nuôi tôm mà cái chuyện gà bán nó mọc được cái nuôi tôm cái chuyện này đó cái chuyện này là ngày nay mình đoán là đúng bây giờ bà Tài bà đứng về bà kéo quân bà không bà kêu điện thoại kêu ông này mà kéo quân cầm đầu nổi trận là bây giờ rốt cuộc bao nhiêu cái phước đức bà Tài bà chẳng những đổ sông đổ biển mà còn sân hận phiền não còn kéo cho người ta thêm tội lỗi nữa. Nếu như vậy là bà Tài lãnh đủ. Sao tháng nay mày khuyên bà? Thì ông bà điện ông thì này. Như con khuyên bà Cúc á. Thì tôi cũng có khuyên nhưng mà bà cương lắm. Bà Cúc ông khuyên được vì hoàn cảnh bà Cúc khác. Còn hoàn cảnh bà Tài khác. Bà Cúc á, nó còn lợn cợn nhiều mặt. Cái này tôi nói thẳng còn mặt gì thì tôi không biết. Tôi nói gì thôi tại vì tôi không nghiên cứu làm gì. Còn thật sự bà Tài cái lòng của bà tốt bà nghĩ rằng bà có tiền bà bỏ ra bà làm rồi thôi nhưng mà làm quá tức thì bà tức bà giờ bà quýnh ngược thì nó lại khác cái việc của bà Cúc và bà Tài hai cái nó khác nhau nào mà nó không dính vô cái trình độ bà Tài không nghĩ tới như bà Cúc đâu mà trình độ bà Tài cũng không nghĩ tới cái chuyện này sẽ làm này đâu cái này do tác động của xung quanh bà không con cháu bà cũng có đâu thật sự ra đối với mấy đứa nhỏ đó tôi đã tụi nó đã nghe pháp tôi rồi tôi biết nó biết à vậy thì là chỉ còn có hai ông này tác động thôi chỉ cái chứ còn chưa thế chắc cái chuyện này là vợ chồng mấy đứa nhỏ nó biết không bởi vì tôi nói đi nói lại chứ nếu mà vợ chồng của tụi nhỏ đó tôi nói vậy thôi mà nếu mà nó đi ngược với những gì mà tôi giảng thì coi như là nó không nó tôi cũng không có lòng tin nó chẳng qua tôi hiểu tụi nó cũng mệt mỏi rồi nó muốn ở nhà nó tu đi nó nghe pháp nó tu được rồi còn chuyện mà này là không tụi nó không tác động đó thừa tụi nó tôi không đồng ý và tụi nó biết cái nhân quả nó biết cái tội phước nó cũng không có dạy gì nó rớ vô làm chi cho phiền não nó chứ gần tôi không lẽ không hấp thụ được tôi chút nào nhưng mà nói vậy chứ đỡ thật quá ngày má tôi một tới mà nó có má nó mà có ý kiến là nó cũng có ý kiến để rồi khỏi không chạy đâu khỏi thế nào ông cũng giờ tôi ông cá cá chứ trời ơi chắc chắn vậy chào buffet sẵn sàng
Thôi mà thôi nói chơi chuyện của người ta, chẳng qua mình đây là gọi là trà dư nè, trà dư trà lạnh lẽo nói chơi, mình ngồi mình cười ha hả chứ ta đang sống địa ngục cái kìa, thấy cũng tội nghiệp đó. địa ngục đủ tầng đó chứ không phải địa ngục sung sướng đâu. Tôi đúng là lần đầu tiên tôi gặp lại thầy Hoàng, tôi nói thẳng luôn à, ngày hôm qua buổi chủ nhật á còn thua cái lần đầu tiên tôi gặp thầy Hoàng ở chùa nữa. Lần đầu nữa nói chứ à, hồi đó khác á, lần đầu tiên tâm gặp tâm ông đưa tôi tâm tới gặp thầy ở chùa, với cái ngày hôm qua gặp cũng lần đầu tiên gặp lại đó nha, xa xa nói thì nó dễ lắm mấy đậu ơi, xa lắm. chứ người ở trong cảnh nó gặp người trong cảnh. Tôi hỏi ông á, không có cái khó chịu nào mà khó chịu mà thật sự Vậy tôi hiểu hết cái chuyện đó, khó chịu lắm, nó khó tu sao chịu được, lắm. vậy tu sao được, con đã nói Thì rồi, bởi bởi vì cái chỗ đó với chỗ tu con nói mà tu sao được chưa được thì bởi vậy mới mới con nói tôi nói với cái người người bạn gọi là bạn của tôi đó, mà cũng quen biết với xung quanh ổng cũng dữ, tôi nói với nó đó là tôi đó, tôi là thầy Hoàng đó, tôi bước trên đầu dư luận để tôi đi, tại vì tôi có cái lý của tôi, có cái ý chí của tôi không có làm thì tôi không có sợ ai hết đó. Nói vớ vẩn, mẹ tôi làm rồi sao? Thì ông nghe đi, ông nghe cho hết đi, ông không làm thì ông sợ gì ai, còn ông làm thì ông tự chịu ấy chứ, nói gì nữa, Đúng rồi, thì nói gì ông nữa. bà ba nói chưa hết câu. Anh nói mình nghe. Tôi không làm tôi sợ gì ai. Nhưng mà tôi làm rồi cho đời, tay tôi không, cầm đem cái chuyện đó, đi cái xin chuyện cái chuyện ông làm thì ông tự biết, ông thầy mới vừa nói ai chứng minh, tôi không cần chứng minh mà tôi đó biết đó chứng đó nhân đó rồi. đó, thấy chưa, thấy chưa, ông mới nói tới nhưng thầy. mà cái khổ đau nhất có làm không làm thì không biết, nhưng bây giờ ngày nay á, mắc mớ gì tự nhiên tôi ngày nay mới đúng ra là bên tình bên hiếu bên đạo nặng hơn thiếu một quỷ đạo quan, chứ có đạo quan nó rớt vô là còn mệt nữa, mà nghe đạo quan nó sắp qua đây còn chết nữa. Cái đạo quan nó đệ tử tôi á, qua đây là bởi vì tương lai nó dám chụp mũ tôi cộng sản, mà tôi là trẻ thơ hiền hậu về mà nó chụp mũ tôi cách cả chục năm về trước, cho nên kiếp sau nó đầu thai nên nó làm đệ tử tôi, vào kiếp này nó là đại lão hòa thượng nha, qua đây chuẩn bị qua đây rồi, đạo quan chuẩn bị qua đây, thành ra bây giờ mới bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn. Nhưng mà cái này nó còn gì, cái này nó nặng ngàn cân về là sợ ngàn cân treo sợi tóc. Sáng ông tới đây nè, ông ngồi ăn uống trà, ông nhìn mặt trời nó mọc kiểu này, rồi ông thấy chim bay là ông thấy ông thanh thản nè. Tôi nói anh tới, anh vừa tới, tôi nói anh ngày nào tới đi ngay, anh lại thầy sẵn sàng qua cơm ăn, để hôm nào ông sẵn sàng chờ anh. Bây giờ mà đạo quan mà nó qua cái hen, ông này mà khóc khóc như bò rống, hụ 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 rồi con gái lời sư phụ. Ở phòng khóc như bò rống tôi thua cái lời sư phụ, cái sư phụ nói mà tôi hỏi ông á, nó không đậu, nó không có cộng sản sao mà nó chơi toàn là mấy mấy ông hòa thượng, toàn là quân chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, quân chương độc lập hạng nhất không, mà nó không là cộng sản đó, mà nó chụp mũ người ta cộng sản, ông nghĩ coi chịu nổi không? Trời ơi, tôi nhớ đạo quan này, tôi nhớ tới xương tới tủy. Ai nói tôi hổ mà tôi chịu, tôi nhớ tới xương tới tủy, tại vì đó là họ thương mới nhắc hết chứ, nó đệ tử mình từ sao mà không thương nhắc được. Đó, thầy vừa dạng con nó từ bi phải xả. Đó bị thầy xả. Vừa dạng thương thương mới nhắc, thương mới nhắc. Ôi, chuyện khó lắm mà thầy. Bỏ. Chứ xả khó lắm mà thầy ơi. Nói là nói dễ khó lắm. Nhưng mà tôi ghét ai mà chụp mũ lắm không? Tôi ghét lắm. Thí dụ giờ tôi á, tôi không ưa ông Tam Hoàng, thấy không? Mà không bao giờ, từ đầu cho chế đuôi. Ông Ba làm chứng tấm lòng của tôi với đó với thầy Tam Hoàng nha. Không ưa thật sự đó. Là gọi là mặt trời mặt trăng thật sự, mà có bao giờ mà tôi vu khống không hay là tôi chụp mũ không? Không, cái nào đúng là nói đúng, sai là nói sai, không hề ghét người ta là nói người ta xấu hết, không có. Thấy nãy giờ tôi nói đúng không? À, tôi thiệt lòng, tôi mấy ông gần tôi thương tôi đối đời đáng con cháu, mấy ông đạo là ông thầy, nhưng mà đường đường chính chính trượng phu đàng hoàng,
sống không có gút mắt như cái cây tre mà phải vướng như cái tùng cái bách. Đúng nói đúng, sai nói sai, không có kiểu mà chụp mũ mà vô lý được. Thế chứ tôi hận Đạo Quang là tại tôi hận chỗ đó. Hay không? Đúng là ông nói cái tùng cái bách, tự nhiên tới trước mặt tôi coi kìa. Ông nội mùa đông lạnh vậy đó mà nó vẫn tỉnh bơ, nó trơ trơ, nó không có rụng cái lá nào đó nghe. Không rụng cái lá nào hết nghe. Không rụng một lá mà. Ừ, mùa khô thì khô, có trái nó chín. Vẫn đứng hiên ngang cùng tuế nguyệt nữa. Trời đứng hiên ngang cùng tuế nguyệt nữa. Cái câu gì? Cái câu gì mà cúc tùng không nguyệt nó vui sao đó, của Nguyễn Công Trứ đó. Quá trời quá đó nghe. Từ ngữ này đúng rồi. Rồi. Ok, tôi con xin thầy được không? Rồi đi làm đi, xuống ra đi làm ha. Dạ. Căng da. Căng da. Thuốc hả? Dạ, cái thuốc này chỉ có thuốc cao máu thôi. Còn cao mỡ. Cao mỡ là nó tính con 134 là. Ủa sao kỳ vậy, là phải không nổi con bảo nó phải pin cho tao cái này, là cái này thuốc này không, là nó tính thành 30 đồng. Ủa vậy? Vậy thì thôi đó. Cái này thuốc cao mỡ. Insurance người ta mày không biết này, nó bảo mày khỏi đi ra đi. Còn cái kia 135 đồng. Con sợ quá, con bảo mày pin tao cái tên thuốc này để tao gọi lại cái bảo hiểm của tao. Không cách gì như vậy được hết á. Chắc là tại bảo hiểm từ ngày vụ Phi Phi, là tại từ ngày dịch cúm tới bây giờ nó lo thầy, vô cái thẻ. Nếu mà thầy rảnh, thầy cho có cái thẻ của thầy. Con phải gọi nó, con nói chuyện với nó được. Cái thẻ mới nó chưa về mà. Không, cái thẻ cũ. À, số cái này lớn cái số này con để con gọi nó chứ còn còn á. Thử chỉ nó rẻ thì mới lấy, đặng cho Việt Nam không biết không. Tôi lấy cho ông lấy cho thì thôi đừng. Thật ra tôi thương mấy người bệnh ở Việt Nam, chứ hỏi ông tôi ông bây giờ đi mới thương. Bây giờ tôi ráng uống ăn, tôi không có ăn. Thầy coi này, 134 đồng 88 này, còn sợ quá. Là 30 viên hay là 90 viên? 134. Ôi mắc tiền quá, chịu không nổi. Đó. 134 là 135 đồng rồi đó. Tại vậy nhá, cái này một cây không là. Vậy là hơn 1 đồng một viên. Trong khi đó có 15 đồng mà phải không? Thật sự đó, thật sự. Ông 15 hay 5 đồng? Vâng. 15. Thật sự cái giá này đó là cái giá cửa sổ của nó thôi. Chứ giá insurance trả cho nó chỉ có 10% thôi. Insurance không có trả 135. Hồi đó lấy thì có 15 đồng hả? 15 đồng. Cái này nó là thầy mua riêng, không phải bằng insurance cho nó. Thì đó, ý vậy đó. Cái này không nè, cái này cao mẫu của thầy nè. Cũng hết 30 đồng. 90 viên hay là 30 viên? 90 viên đó. Không, 90 viên 30 đồng mà nó rẻ à. Mà mắc quá thôi, tôi ráng tôi không ăn cái chất gì mặn. Chứ còn mà lấy là lấy thật thôi, sự ra con đưa cho thầy. Tôi thương cho mấy người dân ông gì. Không có đủ đâu, tại ông cho hoài á. Chứ còn cho cái loại huyết áp này là uống trường kỳ, chứ đâu phải uống con tuần lễ nghỉ đâu. Tôi xin một lần á, tôi đâu phải xin một mình tôi. Ông ví dụ mấy người khác tôi không xin được. Bởi vậy ông làm là mấy trăm viên cho nghiệp. Người ta vậy đó. Không có, bệnh người ta thêm tội nghiệp. Huyết áp là phải tùy theo từng người một, cơ địa của từng người nó khác nhau, rồi bác sĩ cho cái toa nó khác nhau. Thôi vậy thôi. Ai ông cũng xài có một loại không thì chết ta đó. Đây nè, tiểu đường cũng vậy nè, đâu phải ai cũng giống nhau là uống một loại thuốc thì đâu. Thôi. Có người 500, có người 1000. Là đưa con này con cãi với nhóm. Dạ. Sang năm này thầy khá hơn, sang năm con đổi thầy cái...